Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV. Hôm nay là cuối tuần. Dạ. Em đang ở Bánh Xèo Nhí. Hôm nay đến sớm nha ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Bây giờ là 6 giờ 16 phút thứ bảy ngày 3 tháng 8. Dạ. Ôi, con chào ông nội nha. Chào địa chỉ là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chính Hiệp, quận 12. Thời gian bán của bánh xèo Nhí là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Giá bánh xèo của chúng ta đó là 35k một cái. Tới đây thì cũng thấy các cháu đang chào bà nội nha. Dạ. Thôi, trả tiền của cô Hiền mua bánh xèo. Khi chưa? Khách ở bên trong cũng nhộn nhịp á. Dạ. Ồ. Ai mà khóc dữ vậy? Trời. Bà đặc biệt á là bên hậu sầu riêng nè. Bữa nay em bán cua em kiếm thêm nữa. Bán sầu riêng rồi, bữa nay em bán cua nữa. Cua thịt bao ăn, cua Kiên Giang. Bà nội, tiền của con là bao nhiêu bà nội? Cảm ơn chị Hiền nha. À, chị Hiền như mua bánh xèo đầu tuần mở hàng. Ồ. Rồi. Hôm nay tiếng Anh hả? Nó đang nước ngoài hả? Không được rồi. Vậy là không được rồi. Không ưng ý gì rồi. Rồi, chào con gái nha. Tất bật nha, tất bật nha. À, ủa Hà Anh, nói bà nội thử là bao nhiêu tiền, tổng bao nhiêu tiền tính tiền cho chú Long nè, hồi trưa 300 hả? À, bữa tiền ship xe nữa tổng luôn là 300 hả? Rồi đây, rồi 300 họ cách vô rồi. Nay đi con mình anh à, chập nên tới á. Thấy hôm qua sinh nhật ông nội rồi, cháu gái rồi, kêu không tặng gì hết. Đâu phải cháu gái đâu. Nghi lắm. Nghi lắm. Rồi, ok. Rồi, vậy nghe con. Rồi. À, cô Hiền. Cô Hiền, con cảm ơn chú Long. Trời ơi, gì cảm ơn chú Long. Cô Hiền ơi. Cảm ơn cô Hiền rất nhiều đã ủng hộ xe của con. Rồi. Ừ. Chào lòng chào ngoài nước. Ăn gì chưa con? Vậy rồi. Ăn gì rồi? Ăn rồi hả? Bữa nào không có ăn gì?
Ơi đẹp trai quá mà, đi ăn bánh xèo mà sao mà khóc con? Hả? Vậy. Đó, tiếng Anh kìa, thổ sổ tiếng Anh đi. Bữa nay có cơ hội sổ tiếng Anh kìa. Học tiếng Anh mấy tháng nay sao rồi? Hà Trâm Anh. Hà Anh. Trời ơi, có người để sổ tiếng Anh không chịu sổ, cứ không có người, không có người sổ tiếng Anh thì sổ liên tục. Kìa. Mấy cái em, hai cái con trai ơi. Rồi vậy đừng có nói tiếng Anh nữa nha. Nói tiếng Anh như gió. Mấy bữa nay giới thiệu nói tiếng Anh như gió rốt cuộc bây giờ. Ồ em trai nói đúng tiếng Anh luôn mà không. Em trai dịch ra thử dịch đi chú Lâm nghe thử. Mấy bữa nay học được bao nhiêu từ rồi? Không biết. Không biết luôn. Học của thầy, học của thầy Hà xong rồi trả lại cho thầy Hà luôn. Rất là đông khách luôn. Bốn bánh mang về hả? Hôm nay ai cột cái đầu tóc mà sao thấy nó, chú Long thấy nó hơi rối nha. Mấy đầu tóc mấy bữa nó đẹp hơn á. Cô Thư rồi con rồi. Thấy rối không? Con thấy rối không? À mấy đó. Ờ. Địa chỉ là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Thời gian bán của bánh xèo nhí là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Hôm nay đi sớm. Em trai nói gì đó con? Đó. Để xe ở ngoài luôn em. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
bất ngờ chưa, có cô khách Việt Kiều. Ba cái mang về. Rau ba cái mang về con. Hai cái đặc biệt, một cái không đồ danh là ba cái chứ mấy cái. Đúng rồi, đó mà no. Trời ơi, đừng nói tiếng Anh nữa này. Giờ nói tiếng Anh nó đang có hai cái đặc biệt. Một cái là không đủ xanh, còn một cái là bình thường. À, đó là hai cái đúng không? Rồi. Đó là một cái, hai cái đặc biệt như một cái không đồ xanh và một cái bình thường. Bé Trâm Anh nói tiếng Việt mà không ai dịch ra luôn. Một cái đặc biệt, cái đó là một cái đặc biệt, còn sao là hai cái. Rồi. Đó. Con nói là nó hiểu không? Chứ là hai cái đó cậu hiểu. Chứ là không hiểu. Tức là chốt lại là một cái có đầu xanh và một cái bình thường. Rồi. Là hai cái đó. Chưa, mà sao chưa hiểu? Không hiểu rối ra Trâm Anh thiệt á. Tức là con kêu hai cái đặc biệt đúng không? Là một cái có đầu xanh và một cái không có đầu xanh. Con ra Trâm Anh. Đó, trời ơi, nói ra là người ta biết liền mà. Vậy mà đi giải thích biết. Đúng cháu nội á. Rốt cuộc là có hai cái à, mà ông tính qua ông tính lại ông kêu ba cái. Làm chú Long rối theo luôn, rối theo đồ hình luôn nha. À, đừng có làm chú Hà quê nha. Chào chị. Chị Vy Vlog hả? Dạ, chị bên Mỹ. Anh Mỹ hả? Trời, cứ thấy chú Hà là nói tiếng Anh. Mà trong khi mà nó có cô bên ngoài hả? Có người ngoài vậy? Yeah. Có xe chưa anh? Xe tới hả? Dạ dạ. Từ từ. Chờ đó, anh tới vô đó cho nó động anh, cho bác ông rồi đi. Rồi bye bye ông nha. Dạ. Dạ, thank you, thank you. À. Dạ. À. Are you? Are you really? Yeah.
hiểu không hiểu tất cả hiểu trời ơi là trời sao bánh xèo ngon dữ vậy ừ. Hả? Đó, em đã nói là ngon quá hay gì cá cái rồi đó cũng là ra giải thích cái vụ hai cái nữa. Anh không chịu cho anh không chịu ấy. Tức là bây giờ khách hỏi hai cái đặc biệt đúng không? Không, bây giờ chú Long hỏi là khách kêu hai cái đặc biệt đúng không? Đúng, một cái không có đậu xanh. Rồi, và một cái có đậu xanh. Vậy là hai cái. Đi giải thích từ nãy giải thích trời ha à, bây giờ nha đừng có nói tiếng Anh trong này nha bao giờ mình chuẩn lắm là mình mới nói nha trời ơi từ nãy em nói siêu tiếng Anh mà không biết gì luôn bỏ chú Hà chú chỉ sao nữa để trả lại cho chú Hà hết cười không à tôi chú Hà tới chú dịch đừng báo liền chưa trời ơi anh nào tiếng mấy đó lại nữa đó gì vậy thôi nó đừng nói tiếng Anh nữa cái cần để thực hành liền á là nghe liền á là không có thực hành mà sau khi mà xong rồi bắt đầu ông bà của chú cười chú Long cũng cười nữa từ nãy cô nhỏ nó ra nói tiếng Anh thì xèo luôn ảnh không dám nói anh không biết gì anh không nói gì hết mà không khi đi một cái là bắt đầu là anh tuôn ra anh nói tiếng Anh ơi ơi nhóc nó kêu là dùng roi đánh đi mà ảnh nghe không rõ mình nói là mình để mình coi thử trả lời sao lì quá chú kia chú nói là con lì quá là ba cho ăn rồi cụ im ra liền à dạ hả đúng không chú Long dịch ra chú Long để cho con nghe thử như thế nào á để bọn con học tiếng Anh với chú Hà mấy bữa nay mấy tháng nay như thế nào con ơi con bé Hà là trình độ anh đang lại yêu là 9 chấm trừ đi 1 chấm là còn 0.9 mà nói chung là chấm 10 điểm thì mình chỉ cho được 0.005 thôi chưa nghe được câu này hết á còn có nhiều sự cố gắng hơn nữa bé Trâm Anh được ra đứng đồ nói chuyện đồ mà nó lắng nghe đồ bây giờ thấy một cái thấy chú Hà tới sủa tiếng Anh vèo vèo rồi bữa nay hồi nãy chú Hà mà đứng đây là chú Hà rất là buồn luôn không muốn quay luôn á dạy từ hôm nay dạy tiếng Anh quá trời luôn mà không biết câu nào luôn chú Long đứng mà chú Long quê theo luôn mà ông nội cũng còn biết được mấy tiếng nữa đó ông nội đâu có dám nói đâu nhỏ ra nó nói tiếng Anh chứ còn em khóc mà em đó nói nửa tiếng dạ mấy cái dạ mấy cái chị một cái mang về luôn con ơi chị ấy hôm qua hỏi là sao mấy ông nó quay hoài chị nào kẹt thôi kẹt là nó biết tiếng Anh nhưng mà mình không ấy thôi tiếng Anh không biết kẹt thôi kẹt thì mình không nói rồi nhưng mà chỉ mình ngại rất là quan ngại cái vụ của Hà Anh này bởi vì đó lại nữa học vừa giờ hồi nãy mà con sổ rần sờn á là chú Hà chú về chú coi cái clip của chú Long á là chú về ui good à chú còn cùng về chú chỉ được thêm vài câu nữa có động lực có động lực chú Hà chỉ nữa cái này động lực siêu luôn rồi bây giờ động lực chú Hà siêu luôn rồi ờ có đông không mấy hả đông
động lắm hả? À, báo lao động hả? Hồi bữa báo lao động quay rồi mà. Có lao động cô có phong chánh luôn à? Cô ơi, sao lý do tại sao mà cô đổ bánh xe đẹp dữ không? Ê, vậy hôm nãy cô có đó chưa? Dạ hả? Bạn bao nhiêu tuổi? Đổ bánh xe năm mấy tuổi? Dạ đúng rồi. Đổ bánh xe qua chú Long quay hiếu sầu riêng. Lộn, sầu riêng hiếu mẹ là chú. Mưa, qua thấy mưa không? Ở trên này có mưa không? Mưa làm sao mà đi đâu được? Biết là chạy từ ở dưới đó mà chạy lên tấn này mấy tiếng đồng hồ không? Hai tiếng đồng hồ mà trời mưa thì làm sao mà đi? Đi trên làm trên đường đi làm gì? Chỗ đó gần nhất, chỗ con là xa nhất. Từ dưới cơ quan chú Long mà chú Long đi lên tấn ở chỗ con á là 2 tiếng rưỡi. Mấy cái anh? Dạ. À, anh qua ngay chỗ xe nước ép trên tố đó. Nếu mà nói anh luôn nha anh Hà. Đây đây. Dạ, rồi. Chào ba. Dạ. Về không? Giờ không nói tiếng Anh, thiệt hết chứ. Nãy thấy cô nhỏ là khớp luôn, bây giờ ra bung dầu ra không nói tiếng Anh. Nhưng mà nó khớp tiếng Anh hay là khớp cái gì? Tiếng Anh là khớp sao? Em nói tiếng Anh. Tức là để dịch lại câu chuyện nè, là anh em bánh xèo, nhưng mà ba anh sao đó, anh đòi gì đó, ba không chịu. Đó xong anh ra đây anh nói, anh đòi để coi thử bé Hà nói gì. À, rốt cuộc bé Hà đứng nhìn qua nhìn lại cười thôi à. Mình mỗi lần biết được câu chuyện đó ra đòi đổ bánh xèo cái gì. À, đòi đổ bánh xèo. Mà bé Hà không chịu cho đổ hay sao đó. Ờ, ba anh kêu là ba cho cái roi nha, ông nội còn nghe cái roi mà. Nãy giờ khách đông, giờ thế là khách đông rồi. Mới sớm mà, mới 7 giờ kém mà. Kém hả? Ờ. Không? Phải kém. Chưa, mới 7 giờ kém. Dẫn chứ từ nãy chọc là dạ. À, từ nãy chọc là Hà Anh cho vui à, ba cái bánh xèo kìa con, rồi nhộn nhịp ba cái mang gì. Nói chung là từ nãy hết chuẩn bị full bàn rồi. Ba cái rau bịch đó, rau ba cái hả? Ba cái là nổi lạng đó không? Đó nãy nói rồi, người ta nói là sinh nhật á, cháu mà cháu ruột á nó tặng, còn mà cháu mà không biết ông nội đâu không tặng. Ờ em nói cũng có mà, đó nhân viên đồng nghiệp có hả? Ông nội mới bao lại chứ. À, con nghĩ ông nội bao lại mà ông nội không có đồng hết. Ông nội mà ông giấu được đồng là con cũng khai, con cũng nói bà nội khai trơn rồi. Ờ, bây giờ tới sinh nhật ông nội con biểu ông nội bao thì ông nội bao bằng kiểu gì? Bao bằng cái gì? Bố là gì? Ờ, em có tiền đi, có bằng niềm tin. Bao nhiêu ba cái hả? 105 bố lại 200 đó. Đó biết không? Biết đại học năm thứ ba đó, tốt nghiệp rồi đó. Vậy là nói chặt cho chặt đi khỏi thôi. Có tiền lẻ không? Ừ. Cô chủ nhỏ hả? Dạ. Đây là tổng quản lý. Còn dạ.
Dạ đây là tổng quản lý. Còn đây là cô Ly đổ bánh xèo. Ông nội là cô Ly hơn nữa, ông nội là không có lương. Còn bé này là quản lý nhưng mà nhiều lúc ngó nghiêng ông nội không à. Coi thử ông nội, trong túi ông nội có đồng nào là khai cho bà nội liền. À. Con nói là chị ơi. Bao bây giờ nói ông nội sinh nhật, ông nội bao. Chú Long cũng tấn thành theo ý kiến ông nội, bao bố. Chị hai hả? Đi trong chị Hà anh đi. Hả? Chị hai cái bánh xèo, tôi bánh kẹt. Có gì? Tôi bánh kẹt. Anh nói đó. Rồi, nói chị hai, có ba cái bánh xèo. Ờ. Anh gì đó, tôi... Kìa, có ông với bà nói tiếng Anh như gió kìa. Vô sổ với ông bà dài câu cho chú Hà vui coi. Người ta dạy biết bao nhiêu tháng trời rồi. Ủa, dạy bao nhiêu tháng trời mới chơi chú Hà, chủ đâu. Cái thực hành nó còn hơn nữa đó. Làm hết luôn hả? Không, nhưng mà dạy bao nhiêu tháng Thành. Dạy chữ rồi chứ sao? Mà đang Thành. Give for me to bán kẹt. Như là cái roi là biết không? Sao không biết cái roi? Cái đó là căn bản nhất mà. Hả? Cái roi là kêu cái roi. Thì là cái thằng kia. Ông kia. Chú kia. Thì giỡn chứ Thi là thấy. Không thấy. Thi là giới tính nam. Rồi. Cô Hiền nói là bữa nào tổ chức cuộc thi đổ bánh xèo quay. Cuộc thi hát cải lương kìa. Phải không? Chú Hà chỉ ba chữ, một ngày ba chữ nè. Ông nội vừa rồi lên quốc vô đích nè. Đó, mình học thuộc hết một tháng ba cái chữ đó xong rồi á. Rồi xong rồi bắt đầu mình mới học tiếp mấy chữ tiếp theo. Mấy cái chữ đó là những căn bản á. Như là vừa rồi lên là phải bỏ chạy. À. Năm chảo đỏ lửa. Năm chảo đỏ lửa hả? Đỏ lửa năm chảo. Dạ. Chị hai. Chị hai là xích cà tu. Con chưa? Google nó ngu lắm. Google đi giải chị hai.
Dạ. Hai cái bánh xèo mang về luôn con, lấy rau con. Kiệt ơi. Lấy rau Kiệt. Ở ngày nào mình cũng quay hả? Đúng rồi. Dạ. Tao thấy ngày nào cũng nhà cũng thấy quay nè. Đúng rồi. Dạ. Đây chị bán sầu riêng mà, ở luôn bán bánh xèo à. Lai chim bán cua mà. Xe bình ti. Xe bình ti. Hai cái con. Kiệt nó thể hiện bản lĩnh của anh ba chứ đâu giỡn nè. Mười ba cộng ba đó. Dạ. Bé này 13+3. Anh, ông kêu gì kia kìa con? Ông kêu gì đó con? Sao con? Hả? Ủa hai khách đi về hả? Bánh trai, khách trai. Ủa hai người đi ra là chưa ăn hả? Chưa ăn. Ủa nhanh chú. Nãy kiên hai cái rồi mà. Hai cái một cái. Nhưng mà có đem vô rồi của không? Trời ơi, thấy nhưng mà có đem luôn không? Hồi nãy hai cái đặc biệt á là cho của người ta. Hai cái đặc biệt là của người ta đúng không? Hồi nãy cái mới kêu hai cái đặc biệt à. Vậy là nãy người ta ngồi. Ờ. Có hai cái từ nãy chú Lâm cứ tưởng là tập trung vô uống tinh dâu vô. Từ nãy cái nghe chú Long cũng nghe hai cái mới mà. Thôi không sao hết. Chuẩn bị mình làm cái khác. Ồ khách nó bỏ đi rồi hai cái là. Chỉ như à nên ông muốn ngồi chứ. Công ty mình ở ngoài đây chụp mấy đứa nữa. À. Đường nào chữ mình với chữ vô hỏi ông bà cô chú á con. Kiệt chăm anh vô hỏi ông bà cô chú ăn cái gì vô trong mấy con, nhiều lúc ông bà ăn thêm nó kia trong kìa con. Ơi hỏi
Kiệt vô trong thối tiền đó Kiệt, nó nói bà nội thối tiền. Bất ngờ mình cơm uống làm lén đầm cả quán xèo. Ủa hai bạn vô đâu chưa? Không biết, từ nãy có vô đâu rồi, cứ tưởng là lên bánh bé. Bé Hà kêu bé Trâm Anh nói là hai cái đặc biệt bé Hà chiên rồi. Còn đâu có biết nữa là hai cái nữa. Hai cái này chị em hai cái vô đi. Đâu, chiên hai cái rồi. Đúng rồi, chiên hai cái rồi. Còn hai cái nữa đó nữa. Thôi xong rồi, hiểu biết. Bây giờ là tiếp tục cô ăn bánh nè cô. Dạ. Mua mang gì hay là ngồi là tự chỗ coi. Mấy cái cô? Dạ 35.000 cái. Ba cái nè con, lấy rau ba cái, rau ba cái. Cảm ơn bà cô chú nha. Hẹn gặp lại bà cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của em. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Bye bye.